là Mộng Dương Chelsea 2 đầu được nhập khẩu và cung cấp bởi công ty Đài Phúc Bình. Đây là màn hình hiển thị mình cài đặt mộng. Đây là thông số model của máy cũng như công suất và điện áp. Đây là những cái làm việc của máy. Công nhân chỉ được xếp chồng vôi đây và là vôi sẽ tự động đưa vào. Các bạn hãy ủng hộ công ty Subico. Một công nhân thao tác của lúc hai máy vừa mùng âm vừa dương luôn, vừa mùng âm vừa mùng dương luôn. Nhà xếp cổng vôi đây chờ máy rồi qua bên mùng dương. Làm việc ra mới có một tiếng buổi sáng thôi mà làm việc những bao nhiêu đơn hàng luôn. Các bạn thấy hiệu quả làm việc không? Quá đỉnh, quá chất.